Em giấu là hơn vậy. Mày em dậy sớm mà nên em đợi cũng ảnh hưởng em nhiều lắm. Em ảnh thì mình dậy cho mình gọi họ dậy mình ngủ tiếp. Được rồi. Vậy hôm nay dậy bật điện thoại ngủ tắt cho xong ngủ tiếp. Chứ có được cái gì đâu. Thì tất nhiên là đừng có hẹn. Buồn là hẹn muộn đi hẳn đi, đừng có hẹn sớm. Đừng có hẹn cái mức 6 giờ. Dậy 6 giờ không dậy được đâu. Ai hẹn 6 giờ đấy hả em? Ai giải hẹn 6 giờ, tiện hẹn 6 giờ, anh Quyền hẹn 6 giờ. Chuẩn rồi. 7 giờ, nhìn cái đồng hồ 7 giờ khác dậy. Lúc mình dậy rồi mình ngủ kiểu khác cơ. Anh bị cái kiểu này, ngủ dậy lần đầu là mệt người, lúc ấy không muốn dậy ngay. Anh quen rồi. Thực ra là mình thói quen với như thế thôi chứ không. Anh nhìn cái đồng hồ 7 giờ một phát, khoảng lên lớp liền. Dậy liền. Chứ còn anh mà hẹn 6 giờ thì mình đi 6 giờ một thói quen. Ngủ thêm được, 6 giờ là còn ngủ thêm được. Ngủ thêm được còn 7, chứ anh cũng hẹn 7 giờ thôi. Nếu hẹn gần sát của khoảng 5 phút, 5 đồ phút thì thôi. Sớm hẹn được được. Đã ngủ ngon với gì là sức khỏe. Mình đã hẹn 6 giờ rồi, nhiều phút, mỗi phút mình có thể. Được rồi. Thôi qua cái dành thì đây cũng bỏ cái đầu đi. Thì nó sẽ lỏng ra một cái.
Thì em thử những nguồn vốn đấy để em có thể làm